Irene được Greg khen đẹp như tranh, nhưng phải chăng vẫn là bình hoa di động, khi nhóm nhỏ hai người mà chỉ mình Seungri có bài solo. SM Entertainment bắt đầu tung teaser quảng bá, cho màn debut của Irene và Seungri dự án nhóm nhỏ đầu tiên, của Red Velvet. Bên cạnh video mood sampler một The Rooms, có sự xuất hiện của hai thành viên, chuỗi teaser cá nhân được mở màn bằng bộ ảnh và thước phim mang hơi hướng cổ điển đẹp, như mơ của chị cả Irene. Mood sampler một The Rooms CDT, Irene và Seungri. Trailer album Monster Irene Red Velvet. Không hổ danh là visual hàng đầu pop, chị cả Red Velvet đã khiến cư dân mạng xứ Hàn dậy sóng, với bộ ảnh mới. Ai nấy đều đồng tình rằng cô đẹp như tranh, đã thế còn ca ngợi SM bậc thầy, trong lĩnh vực tạo concept. Nét bình luận. Thực sự thì khuôn mặt của cô ấy quá tuyệt vời. Cô nàng đẹp như tranh vậy. Thực sự đây là lần đầu tiên tôi thấy concept như thế này. SM quả là thiên tài, mong đợi quá đi mất. Xinh đẹp vẫn là tốt nhất. Bức ảnh cuối khiến tôi nghĩ đến những nữ diễn viên xinh đẹp ở thập niên 90. Cô ấy nhìn sang chảnh thật. Hẳn là hợp với các nhãn hàng xa xỉ lắm đấy. Gì thế này, có phải cô ấy là búp bê không vậy? Quá xinh đẹp và hiện đại. Irene lộng lẫy trong teaser mới. Bên cạnh teaser của Irene, SM còn tung cho clip trong mini album đầu tay có tên Monster của nhóm. Đáng ngạc nhiên là Seungri lại có thêm ca khúc solo mang tên Uncover. Seungri có bài solo trong album debut của sub unit của Red Velvet. Dù đây chỉ là bài bonus nhưng việc này vẫn gây khó hiểu vì sub unit của Red Velvet chỉ có hai thành viên. Seungri có bài riêng trong khi Irene thì không phần nào tạo nên cảm giác thiếu công bằng, đã thế còn có ý kiến cho rằng dường như SM chưa dành spotlight trong màn hát hò cho mỹ nhân sinh năm 1991. Danh sách ca khúc trong album Monster. 1. Monster. 2. Naughty. 3. Diamond. 4. Feel Good. 5. Jelly. 6. Bonus track hơn cover Seungri. Trước đó, khi có tin Irene nằm trong nhóm nhỏ đầu tiên của Red Velvet, netizen xứ Hàn từng mỉa mai rằng nữ idol chẳng khác gì bình hoa di động, Seungri sẽ là người cân tim. Điều này là do kỹ năng hát, nhảy của cô yếu thế hơn đồng đội. Trong Red Velvet, Irene đảm nhận vai trò rap nhưng cô hay bị chê là rap như đọc. Nữ idol nhảy tương đối tốt nhưng tỷ lệ cơ thể không cân đối có phần khiến Irene không phát huy được toàn bộ khả năng. Điều này làm netizen mang định kiến mỹ nhân sinh năm 1991 chỉ là bình bông visual. Do đó, với việc Seungri được ưu ái có bài solo trong album của sub unit, phải chăng SM tin tưởng giao phó nhiều đất, thể hiện cho main dancer hơn là visual của nhóm. Sub unit của Red Velvet chỉ có hai thành viên nhưng liệu Irene có thoát kiếp bình bông, trong khi đồng đội được ưu ái có cả bài solo. Nguồn tham khảo, Pantra. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.